Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 15 có đạt được đồng thuận hay không. Hội nghị Trung ương 15 khai mạc vào ngày 15 tháng 1 năm 2021 là hội nghị cuối cùng khép lại nhiệm kỳ 12 của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, với không ít sóng gió và cả về tình hình nội bộ trong Đảng cũng như diễn biến bên ngoài. Khi mà tại Hội nghị Trung ương 14, Đảng đã không thống nhất được về việc ai ở, ai về, chưa định hình được bộ khung tứ trụ, thì câu hỏi đặt ra là một tháng sau đó liệu Đảng có đạt được đồng thuận tại Hội nghị 15 theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo hay không. Nhà quan sát Phạm Quý Thọ bình luận trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị lung lay dữ dội. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Việt Nam khi đó đã nghiêm túc nhận trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ và thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, toàn Đảng, toàn dân về những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành khi kết thúc báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013, trình bày trong phiên khai mạc kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 13 diễn ra vào ngày 22 tháng 10 năm 2012. Tại Việt Nam, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, còn được gọi là tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, là nguyên tắc lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, hầu như không có một lãnh đạo tối cao, bởi quyền lực được san sẻ tập trung cho bốn vị trí cao nhất trong chính quyền là ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng hoặc Chủ tịch Quốc hội, cùng với các tập thể của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương. Trước đây, cố Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1948 đã từng giải thích rằng một người dù khôn ngoan đến đâu cũng chỉ trông cậy thấy một số mặt của vấn đề, vì vậy cần tổng hợp lại sự việc xem xét của nhiều người để xét rõ mọi vấn đề, cho nên mới cần lãnh đạo tập thể. Không lãnh đạo tập thể thì sẽ dẫn đến bao biện, độc đoán, chủ quan. Tuy nhiên, nhiều sãi không ai đóng cửa chùa, sinh ra sự bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ. Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách phải đi kèm với nhau. Nguyên tắc này đang bị lung lay dữ dội trong bối cảnh chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Đỉnh điểm là nhiệm kỳ 2011-2015, khi một bộ phận không nhỏ quan chức tự diễn biến, tự chuyển hóa. Một trong những dấu hiệu là Ban Chấp hành Trung ương đã làm trái ý của Bộ Chính trị. Hội nghị Trung ương 7 vào năm 2013, hai ông Nguyễn Bá Thanh, cố trưởng ban Nội chính Trung ương, và Vương Đình Huệ, nguyên trưởng ban Kinh tế Trung ương, mặc dù được Bộ Chính trị giới thiệu, đã không được Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Một sự kiện đình đám khác cũng diễn ra tương tự với việc kỷ luật nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về những khuyết điểm, yếu kém của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành kinh tế. Ông Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội vào ngày 22 tháng 10 năm 2012 đã xin lỗi với tư cách là người đứng đầu vì tình trạng bất ổn kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, ông đã không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào, và trái lại, ông lại được số phiếu tín nhiệm cao trong đợt lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên tại Quốc hội. Trong một diễn biến khác, thời gian qua, ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã không ngừng tăng cường tập trung quyền lực cho bản thân. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương vào ngày 30 tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội. Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nắm giữ quyền tối cao như Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đồng thời là Trưởng tiểu ban nhân sự cho Đại hội 13. Tuy nhiên, việc chuyển giao quyền lực tối cao đang gặp khó khăn. Sự giới thiệu người kế nhiệm của ông đã không đạt được sự đồng thuận của tập thể Bộ Chính trị tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14. Bởi vậy, theo các nhà quan sát, ông có thể tiếp tục ở lại để tìm người kế vị để bàn giao nhằm duy trì chế độ độc đảng. Ngoài ra, nếu ở lại, ông chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm để nội bộ đảng trong sạch. Dư luận băn khoăn về sự bình phục sức khỏe của ông sau cơn đột quỵ trước khi đi vào công tác ở Kiên Giang. Cuộc họp Bộ Chính trị hôm 9 tháng 1 năm 2021, ngay trước thềm Hội nghị Trung ương 15, được giới thạo tin đánh giá là cuộc họp mang tính chất sống còn của các kỳ phùng địch thủ. Facebook Thu Hà tiết lộ thông tin chưa được kiểm chứng là cuộc họp đó có hai nội dung vô cùng gây cấn, là chọn trường hợp đặc biệt để đề cử tứ trụ. Kịch bản lần này cũng khác so với các cuộc họp Bộ Chính trị trước của Đại hội 12, khi mà ông Trọng gây sức ép cho các đồng chí rút, còn ông thì nguyện vọng ở lại. Nhưng hôm 9 tháng 1 vừa qua, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có động thái ngược lại. Ông xin rút vì lý do tuổi cao, sức khỏe kém và mong người khác hãy ở lại.
Trước đó, phe Nguyễn Phú Trọng cho rằng tuổi tác không là vấn đề. Nhiều chính trị gia trên thế giới còn cao tuổi hơn ông, như bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã ngoài 80 tuổi, sinh những năm 1940, hoặc là tân Tổng thống Mỹ Biden, 78 tuổi, sinh năm 1942, hoặc là Tổng thống vừa thất cử Donald Trump, 74 tuổi, sinh năm 1946, hoặc là cựu Thủ tướng Malaysia, ông Mahathir Mohamad, sinh tháng 7 năm 1925, từ chức vào hồi tháng 2 năm 2020, khi gần 95 tuổi. Mưu lược của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúng là bậc thầy, kịch tính đến phút chót khi các ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có ông Nguyễn Văn Bình và Hoàng Trung Hải, phát biểu mạnh mẽ, tha thiết yêu cầu ông Trọng ở lại để lèo lái con thuyền đất nước. Thế là không phụ niềm tin yêu của đồng chí đồng bào, ở tuổi 76, ông cụ Nguyễn Phú Trọng đành ghi tên mình vào danh sách đề cử thượng đài, so găng tranh tứ trụ một nhiệm kỳ nữa. Facebook này cũng đưa ra kết quả được thống nhất tại cuộc họp vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc được giữ lại và khung bộ tứ được hình thành: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Trương Thị Mai. Đây là hình ảnh bốn nhân vật được dự đoán là tứ trụ trong tương lai theo một nguồn tin chưa kiểm chứng. Còn thông tin từ đài BBC tiếng Việt thì tiết lộ hai phương án nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam trình tại Hội nghị Trung ương 15 xem xét và bỏ phiếu. Phương án 1, Tổng Bí thư là Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng là Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội là ông Phạm Minh Chính. Phương án 2 là có chút khác biệt, đảo ngược lại hai chức danh: Thủ tướng là Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội là Vương Đình Huệ. Có thể thấy hai nguồn tin giống nhau đến 3 vị trí trong tứ trụ, dù nhân vật thứ tư trong bộ tứ quyền lực ở Việt Nam là bà Trương Thị Mai hay ông Phạm Minh Chính, hai nguồn tin này mang đến đều bất ngờ lớn, là lần đầu tiên sau nhiều năm Nam Bộ đã không còn có người lọt vào tứ trụ. Một thông tin khác được lan truyền trong những ngày gần đây là phía miền Bắc đã giành được áp đảo 11 trên tổng số 16 người vào Bộ Chính trị, còn phía miền Nam chỉ có 5 trên 16 vị trí trong Bộ Chính trị mà thôi. Nhà báo Đỗ Ngà lý giải ra kết quả như sau. Bên trong Đảng Cộng sản có thể nhìn ra hai phe rất lớn rõ ràng, là phe lò có thể hiểu là phe miền Bắc mà đại diện là đương kim Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người đốt lò vĩ đại mà người được phong danh hiệu như vậy của trong người dân. Và phe củi tạm hiểu là phe miền Nam, đứng đầu là nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Hai phe này sống mái với nhau ròng rã nhiều năm. Phe lò đốt cũng nhiều nhưng không thể đốt hết. Phe củi thì cũng không vừa, họ chấp nhận những thanh củi vừa và nhỏ bị quăng vào lò, nhưng những thanh củi lớn thì vẫn được bảo vệ tốt. Cuộc chiến giữa hai phe kỳ này cho thấy rất rõ ràng là không cân sức. Phe thì nguyên tấn công, còn phía kia còn lại chỉ chuyên về phòng thủ. Chính vì vậy, việc ngã giá trên bàn tiệc chia chác quyền lực cũng lệch hẳn. Đến chiếc ghế quyền lực thứ 5 trong hệ thống chính trị Việt Nam là Thường trực Ban Bí thư, phe miền Nam cũng không được nắm giữ. Nhà báo này gọi cuộc ngã giá tranh giành quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam là một sới chọi khốc liệt. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng dắt tay ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư bên lề của họp của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội vào ngày 21 tháng 6 năm 2019, khiến giới quan sát nhận định ông Nguyễn Phú Trọng chọn ông Trần Quốc Vượng làm người kế nhiệm. Nhà bình luận này viết tiếp: ở Trung ương Đảng khóa 11, trong quá trình chiến nhau đã xảy ra cái chết với ông Phạm Quý Ngọ và Nguyễn Bá Thanh. Như thế mới thấy nó khốc liệt như thế nào. Sau khi đổ máu như thế thì mới kéo nhau lên bàn đàm phán ngã giá cho đại hội 12. Ở Trung ương Đảng khóa 12 thì chẳng khác mấy, cũng chiến nhau khốc liệt với cái chết của Trần Đại Quang và căn bệnh mất trí của Đinh Thế Huynh, thì họ mới kéo nhau lên bàn đàm phán kỳ đại hội 13 lần này. Ngoài những cái chết, những trò đầu độc ấy thì việc chiến nhau dưới cái mác chống tham nhũng cũng liên tục xảy ra ròng rã 5 năm nhiệm kỳ, thì mới có được kết quả của đại hội hôm nay chứ không dễ. Kẻ thủ lãnh của phe đốt lò đã chiến đấu hăng máu suốt 5 năm như thế, chỉ mục đích là hưởng thành quả ở đại hội 13 mà bảo lão phải rút lui để cho thế hệ trẻ tiếp quản, thì làm sao ông ta có thể an tâm cho được. Có thể ông ta nghĩ rằng công ông khổ cực 5 năm mới giành được thì làm sao có thể dâng cho người khác được chứ, không đời nào. Chính vì thế mà ông ta phải bám vào ghế, dù còn chút hơi tàn cũng phải bám, vì đó là công lao của ông, nên Trần Quốc Vượng đừng có hỏng. Đó là hoàn cảnh của sới chọi trong suốt 5 năm qua, và dù cho 5 năm tới cũng như vậy, cũng chiến nhau, cũng thuốc nhau, cũng đánh nhau dưới chiêu bài chống tham nhũng. Rồi 5 năm tới nữa cũng sẽ chết,
cũng sẽ có cả ngã bệnh một cách khó hiểu, rồi cũng có kẻ vào tù, vân vân. Tất cả đều phục vụ cho mục đích duy nhất, đó là giành ăn hết cả. Chỉ tội cho người dân Việt Nam vì có thể không biết được những thông tin rất hạn chế được đưa ra, vẫn tung hô bác tổng diệt trừ tham nhũng cho dân nhờ. Dân mình cũng khá dễ dãi, họ thấy diệt được tên tham nhũng thì họ mừng, nhưng tên chám vào đó có sạch hay không thì họ không cần biết. Cái thể chế đã hỏng thì người nào ngồi vào chiếc ghế quyền lực ấy cũng ăn, chứ chẳng có ai có thể sạch cho được. Tuy nhiên, nói đến thể chế thì không mấy ai chịu tìm hiểu tới nơi tới chốn. Chính vì vậy nên người dân Việt Nam rất dễ bị Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lừa bịp. Và việc ông Nguyễn Phú Trọng ngồi lên ghế đỉnh cao quyền lực không khiến cho dư luận trong và ngoài nước ngạc nhiên về điều này. Đây là hình ảnh chụp màn hình một bài báo trong nước vào hôm 24 tháng 6 năm 2020 cho biết cử tri mong muốn ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới. Bởi 1-2 tháng gần đây, ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện dày đặc trong các sự kiện hội nghị tổng kết của ban bộ ngành về chống tham nhũng, thi đua, mặt trận, công an, quân đội. Mà như nhà quan sát Lê Văn Đoàn nhận định thì ông Trọng muốn chứng minh kiểu Nguyễn Bá Thanh năm xưa sắp chết vẫn tao khỏe mà có chi mô. Hơn nữa, những dư luận viên cùng buổi bút quốc doanh công khai lên báo chí và Facebook cá nhân rằng đảng viên, lão thành cách mạng và nhân dân mong muốn ông Trọng tái cử. Và kinh hãi hơn nữa là họ còn ngỏ rằng nếu cần thì cứ mạnh dạn sửa điều lệ đảng để Tổng và Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng có cơ hội cống hiến thêm nhiệm kỳ Tổng Bí Thư thứ ba hoặc chí cũng nửa nhiệm kỳ. Ông Đoàn cũng chua xót bày tỏ tiếp như sau. Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc vào cuối tháng 1 năm 2021. Đại hội 13 ứng với 13 cơn bão đổ bộ vào đất nước này trong năm 2020. Cũng thật kỳ lạ khi con số tướng tá quân đội bị chôn vùi trong sự cố sạt lở thủy điện Rào Trăng là 13 và tổng số quân nhân chết vì bão lũ vừa qua được thống kê là 130 người. Quốc gia đại nạn, dịch bệnh từ Anh Bạn Vàng làm dân tình khốn khổ. Chỉ có dân nghèo là gánh chịu thiên tai vì cơn thịnh nộ của trời đất. Quan lại từ địa phương cho đến trung ương mặc sức vơ vét hàng trăm ngàn tỷ đồng, phè phỡn đại hội và chia ghế. Nhìn đồng bào bảy tỉnh miền Trung rồng rắn ngửa tay nhận tiền quyên góp từ bá tánh, từ cô ca sĩ Thủy Tiên, không biết những bậc thầy cao cấp lý luận hai miền Nam Bắc có thấy hổ thẹn hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 1 năm 2020 với bản tin Hội nghị Trung ương 15 có đạt được đồng thuận hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.